Chiều ngày 8 tháng 10 tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội Lương thực Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhì và kỷ niệm 26 năm thành lập hội, đánh dấu chặng đường phát triển và khẳng định những đóng góp to lớn cho sự tăng trưởng vượt bậc của ngành lương thực thực phẩm Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Với tinh thần đoàn kết sáng tạo vươn xa, Hội Lương thực Thực phẩm thành phố không ngừng nỗ lực đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua nhiều thách thức, cộng đồng doanh nghiệp đạt được những thành tựu to lớn. Không chỉ đảm bảo an ninh lương thực mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội. Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, chặng đường 26 năm hình thành và phát triển, hội đã thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp và cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm giải quyết vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, vai trò quan trọng đối với sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp. Hội cũng làm tốt vai trò chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn doanh nghiệp, kết nối khách hàng, tổ chức nhiều chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, được doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng đã trao tặng bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển hội, cũng như công tác từ thiện xã hội giai đoạn 2018-2023. Hôm qua tại Hà Nội, Hội Tự động hóa Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập hội. Tham dự sự kiện có sự góp mặt của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, Chủ tịch hội cùng với tập thể hội viên trên khắp cả nước. Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, đến nay Hội Tự động hóa Việt Nam có hàng nghìn hội viên là các nhà quản lý, nhà khoa học có trình độ chuyên môn cao, hội viên tập thể là các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp trong các lĩnh vực tự động hóa. Với vai trò và vị thế của một hội có chuyên ngành quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, hội đã triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa thúc đẩy phát triển ngành tự động hóa Việt Nam, lấy khoa học và công nghệ làm hoạt động chủ đạo, đẩy mạnh tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp, tích cực tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Trong 30 năm qua, Hội Tự động hóa Việt Nam đã ký kết hàng chục biên bản ghi nhớ hợp tác với các hiệp hội, tập đoàn công nghiệp quốc tế liên quan đến tự động hóa, robot và điện tử nhằm phát huy thế mạnh của mỗi bên. Đến nay, nhiều hợp tác cụ thể đã được triển khai như hội thảo khoa học, chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường công nghệ tự động hóa. Sáng qua, Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức GIZ tổ chức hội nghị chuyển đổi số trong doanh nghiệp hướng tới nền kinh tế số bền vững. Đây là hoạt động hướng đến Ngày chuyển đổi số quốc gia mùng 10 tháng 10. Các chuyên gia và doanh nghiệp công nghệ lớn đã chia sẻ những cơ hội và thách thức trong việc ứng dụng dữ liệu lớn và công nghệ trí tuệ nhân tạo, việc ứng dụng trong quản trị doanh nghiệp để gia tăng năng suất với doanh nghiệp Việt. Theo các chuyên gia, mô hình chuyển đổi số của Hàn Quốc, Malaysia, Đài Loan, Đức, Úc, Israel là xu hướng chuyển đổi số mà Việt Nam có thể tham chiếu để ứng dụng. Tại hội nghị chuyển đổi số trong doanh nghiệp hướng tới nền kinh tế số bền vững cũng đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ của các doanh nghiệp công nghệ nhằm cung cấp giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam. Hiện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang đẩy mạnh huy động các nguồn lực để thúc đẩy chuyển đổi số. Từ năm 2021 đến nay đã triển khai đào tạo cho gần 14.200 doanh nghiệp tại 63 tỉnh thành, xây dựng mạng lưới tư vấn viên, hỗ trợ chuyên sâu cho 400 doanh nghiệp nhằm triển khai lộ trình chuyển đổi số. Cũng trong ngày hôm qua tại Thái Nguyên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức hội nghị gặp mặt báo chí, thông tin về tình hình của người lao động, công nhân, công đoàn và dự thảo luật công đoàn sửa đổi. Một trong những điểm được đáng chú ý là đề xuất giữ nguyên mức đóng kinh phí công đoàn 2% trên tổng quỹ lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã cung cấp một số thông tin mới liên quan đến dự thảo luật công đoàn sửa đổi. Dự thảo luật này dự kiến sẽ được Quốc hội xem xét và thông qua tại kỳ họp thứ 8 diễn ra trong tháng 10 và tháng 11 năm 2024. Dự thảo nêu ra nhiều nội dung và đề xuất mới, trong đó có việc hoàn thiện cơ chế tài chính công đoàn và quy định mức đóng kinh phí công đoàn trong bối cảnh mới nhằm bảo đảm tính minh bạch, công khai và đáp ứng yêu cầu của hội nhập quốc tế. Đáng chú ý trong dự thảo luật là đề xuất giữ nguyên mức đóng kinh phí công đoàn là 2% trên tổng quỹ lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Theo đó, doanh nghiệp vẫn phải đóng 2% tổng quỹ lương, tương tự như quy định hiện hành. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định tỷ lệ 2% là phù hợp với thực tế và đóng góp vào việc bảo đảm phúc lợi ổn định cho người lao động.
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, dự thảo luật công đoàn sửa đổi được xem là cần thiết để đáp ứng các yêu cầu của tình hình mới. Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội vừa khánh thành và chính thức đưa vào sử dụng công trình cải tạo trung tâm cấp cứu A9 và trung tâm đột quỵ nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị cho người bệnh trong bối cảnh số ca bệnh đột quỵ và cấp cứu ngày càng gia tăng tại Việt Nam. Mỗi ngày, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận hơn 50 người bị đột quỵ và từ 300 đến 400 lượt cấp cứu. Đây là những ca bệnh rất nặng, nguy kịch. Bệnh nhân đến từ Hà Nội và các tỉnh thành khu vực phía Bắc của Việt Nam. Với số lượng bệnh nhân đông, Bệnh viện Bạch Mai đã nâng cấp, tăng thêm giường bệnh tại hai trung tâm này với những phòng đạt tiêu chuẩn quốc tế, giúp nhiều bệnh nhân có cơ hội được cứu sống. Hiện tại, trung tâm đột quỵ đã triển khai thường quy nhiều kỹ thuật cao về can thiệp đột quỵ như kỹ thuật tiêu huyết khối, lấy huyết khối cơ học, mở sọ giảm áp cho người bệnh đột quỵ, thiếu máu não, các phẫu thuật mở sọ lấy máu tụ, các kỹ thuật hồi sức sọ não chuyên sâu như dẫn lưu và não thất, theo dõi áp lực nội sọ, đo oxy não. Trung tâm cấp cứu A9, ngoài việc cấp cứu cho hàng trăm bệnh nhân nặng mỗi ngày, còn đảm nhiệm thêm chức năng là tuyến kỹ thuật cao nhất, có vai trò trong chỉ đạo tuyến, hình thành mẫu phát triển chuyên ngành cấp cứu, hợp tác chuyên môn, nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước. Hai trung tâm đột quỵ và cấp cứu A9 sau khi được cải tạo đưa vào hoạt động sẽ là nơi dành lại sự sống cho nhiều bệnh nhân hơn. Tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty cổ phần đường sắt Sài Gòn đã chính thức mở bán vé tàu Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Dù giá vé năm nay được ghi nhận là cao hơn năm trước nhưng thu hút nhiều người dân đặt vé sớm. Ngay từ sáng sớm, 8 quầy vé ở ga Sài Gòn đã hoạt động liên tục để đáp ứng nhu cầu người dân đến đặt vé đi lại dịp Tết Ất Tỵ 2025. Năm nay, giá vé bình quân tăng từ 4 đến 5%. Dù vậy, ghi nhận qua những ngày đầu mở bán, vẫn thu hút lượng lớn hành khách đặt sớm. Sáng sớm tới thì người ta sẽ phát cho cái số, rồi tới đó rồi mình vô thì nhân viên rất là nhiệt tình. Mình yêu cầu ngày nào thì người ta sẽ hỗ trợ là cố gắng kiểm cái ngày đó còn hay không. Nếu mà không còn, người ta sẽ gợi ý những cái ngày khác. Rồi ghế mình muốn nhu cầu của mình là nằm hay là ngồi, người ta cũng sẽ cố gắng tìm cho mình. Riêng đối với sinh viên thì trong cái dịp cao điểm Tết thì chúng tôi có tăng cái mức giảm giá lên. Rồi bình thường thì là được giảm 10%, thì tăng lên là 20%. Còn ngoài ra, tất cả các đối tượng chính sách xã hội khác thì vẫn giảm giá bình thường. Ghi nhận đến ngày 8 tháng 10, công ty cổ phần đường sắt Sài Gòn đã bán được 48.000 vé tàu dịp Tết Ất Tỵ 2025. Năm nay, để phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của hành khách, ngành đường sắt không bán ghế phụ mà cải tạo 11 toa ghế ngồi thành toa giường nằm. Tùy tình hình thực tế, sẽ tổ chức thêm đoàn tàu để phục vụ hành khách. Dự kiến sẽ có 388 chuyến tàu với 167.000 chỗ phục vụ trong những ngày cao điểm Tết Ất Tỵ. Ngày 8 tháng 10, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức buổi công bố giới thiệu cuốn sách Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn, những ký ức và kỷ niệm nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày mất của nguyên Phó Thủ tướng, nguyên Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Công Tạn. Cuốn sách Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn, những ký ức và kỷ niệm là tập hợp 29 bài viết gồm 2 phần chính là cuộc đời và những ký ức cùng kỷ niệm của ông cùng gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Bên cạnh sách in, cuốn sách còn được xuất bản điện tử để người đọc có thể dễ dàng tiếp cận tới hành trình cống hiến của nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn. Tại buổi lễ ra mắt sách, những chia sẻ của ban tổ chức cùng chủ biên cuốn sách nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát đã khắc họa đầy đủ và sống động chân dung của nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn, một người có tầm nhìn sâu rộng về nông nghiệp. Những đóng góp của ông đã giúp nền nông nghiệp Việt Nam phát triển vượt bậc, từ việc áp dụng các công nghệ tiên tiến đến cải cách chính sách, đưa sản xuất nông nghiệp trở thành một trụ cột quan trọng trong nền kinh tế quốc gia. Những bài học về quản lý và nghiên cứu khoa học sâu sát với thực tiễn của nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn đã và vẫn còn nguyên giá trị xuyên suốt đến bây giờ. Nhân kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô, ngày 8 tháng 10, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã khai mạc triển lãm Hà Nội sức sống và niềm tin. Triển lãm giới thiệu tới công chúng 70 tác phẩm, trong đó có nhiều tranh tượng của các nhà danh họa, nhà điêu khắc nổi tiếng. Triển lãm Hà Nội sức sống và niềm tin giới thiệu 70 tác phẩm chọn lọc trong bộ sưu tập mỹ thuật hiện đại của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Triển lãm mang đến cho công chúng những hình ảnh về Hà Nội sục sôi tinh thần cách mạng trước năm 1945, hình ảnh Hà Nội trong không khí rực rỡ cờ hoa đón chào đoàn quân về giải phóng thủ đô. Nhiều tác phẩm cho thấy một Hà Nội vững vàng qua những năm tháng chiến tranh, vươn mình dựng xây thủ đô ngày càng tươi đẹp.
Các tác phẩm trong triển lãm có chất liệu đa dạng, ngôn ngữ tạo hình phong phú, mang phong cách riêng cùng tình cảm chân thành của các nghệ sĩ tạo hình dành cho thủ đô đã mang đến cho người xem những cảm xúc đặc biệt trong những ngày tháng 10 lịch sử. Thưa quý vị, với những dự án hấp dẫn sáng tạo được thực hiện trong thời gian qua, Báo Nhân dân đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng rất lớn từ công chúng và đặc biệt là giới trẻ. Địa chỉ 71 Hàng Trống, trụ sở của Báo Nhân dân hiện nay, đã trở thành một điểm đến mới, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách quốc tế tham quan tìm hiểu về lịch sử, văn hóa Việt Nam. Những clip hàng triệu lượt xem, hàng nghìn bình luận trên các trang mạng xã hội, những hàng dài bạn đọc đứng chờ xếp hàng vào tham quan, đó là sự hưởng ứng của công chúng đối với dự án triển lãm tương tác tranh panorama kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ của Báo Nhân dân. Với cách làm sáng tạo và ý nghĩa, trụ sở Báo Nhân dân đã trở thành một điểm đến được nhiều người lựa chọn. Đây là một buổi triển lãm khá thú vị và thông qua bức tranh tôi cảm thấy tôn trọng những người chiến sĩ cũng như lịch sử của Việt Nam. Theo dõi trên TikTok hoặc là trên các cái trang mạng xã hội của các giới trẻ thì có rất nhiều bạn trẻ giống như bạn bè của mình còn mặc các trang phục truyền thống, áo dài xong rồi đến khu vực của Báo Nhân dân để chụp ảnh. Và sau đó thì xem những cái hình ảnh, các mô hình mà được dựng lên ở trong báo thì mình thấy đấy là một hoạt động rất là vui. Hưởng ứng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô, Báo Nhân dân ra mắt dự án Mỗi người một mảnh ghép. Dự án sử dụng hình ảnh do độc giả gửi để ghép thành một bức ảnh lớn về cột cờ Hà Nội. Với việc dựng mô hình cột cờ Hà Nội tại trụ sở của báo, kết hợp trải nghiệm công nghệ thực tế ảo tăng cường AR, dự án đã mang đến cách tiếp cận mới để người dân dù không trực tiếp đến với những di tích lịch sử vẫn cảm thấy sinh động, thú vị. Tầm 20-30 tuổi như mình bây giờ thì có rất nhiều những mối quan tâm về lịch sử, nhưng mà cũng cần có những cái nơi để đến và để thể hiện cái lòng yêu nước cũng như là tìm hiểu về lịch sử. Thu hút rất là đông người dân thủ đô cũng như là du khách thập phương, cũng như là cả du khách quốc tế đến tham quan và tìm hiểu. Điều đó cho thấy là Báo Nhân dân hiện nay không chỉ là một tòa soạn báo mà còn là một địa chỉ uy tín tin cậy để người dân và du khách đến và có cơ hội tìm hiểu về văn hóa lịch sử của nước nhà. Với những dự án đầy ý nghĩa, Báo Nhân dân đã trở thành địa chỉ không thể bỏ qua cho những ai muốn lưu giữ những bức ảnh đẹp, vừa là nơi để tuyên truyền lịch sử văn hóa, giúp lan tỏa tình yêu đất nước. Mở đầu tiểu mục điểm báo là bài viết trên Báo Nhân dân. Sau 4 năm thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia, công cuộc chuyển đổi số ở nước ta đã diễn ra mạnh mẽ, đi sâu vào mọi lĩnh vực đời sống với những lợi ích to lớn. Theo Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Việt Nam là quốc gia có nhận thức về chuyển đổi số không thua kém các quốc gia tiên tiến, đang thu hút nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới vào đầu tư. Chủ đề ngày chuyển đổi số quốc gia mùng 10 tháng 10 năm nay là phổ cập hạ tầng số và sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế số, động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động với nhiều hoạt động phong phú và ý nghĩa. Thưa quý vị, tròn 70 năm giải phóng thủ đô, những thành quả đáng tự hào của Hà Nội hôm nay không thể thiếu sự đóng góp ấn tượng của công tác cải cách hành chính với việc không ngừng tìm kiếm giải pháp nâng cao sự hài lòng của người dân doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy sự phát triển. Theo ghi nhận trên báo Kinh tế và Đô thị, hiện 100% thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết theo một cửa liên thông, 100% sở ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thực hiện một cửa liên thông. Cán bộ công chức được kiện toàn tại bộ phận một cửa các cấp thành phố, đáp ứng đầy đủ năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tế, kiên quyết không sử dụng lao động hợp đồng, thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ, bất chấp thách thức toàn cầu, xuất khẩu Việt Nam đang trên đà bứt phá ngoạn mục với kim ngạch 9 tháng đạt gần 300 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2023. Từ gạo lập kỳ tích 5 tỷ đô la Mỹ, cà phê sắp xỉ là 6 tỷ đô la, đến dệt may tự tin cán đích 44 tỷ đô la. Các ngành hàng chủ lực đều ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Đại diện Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam cho biết, ngành hàng thủy sản kỳ vọng tôm, cua, cá mực xuất khẩu sẽ mang về 10 tỷ đô la trong năm 2024, vì 9 tháng đầu năm đã mang về sấp xỉ 7 tỷ đô la. Đặc biệt là doanh thu sẽ tăng rất nhiều trong các tháng cuối năm với các dịp lễ lớn. Mặc dù là còn khoảng 4 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, nhưng mà theo ghi nhận trên báo Đại Đoàn Kết,
Vào thời điểm này thì nhiều người dân các tỉnh phía Nam đã bắt đầu tìm mua vé máy bay, vé tàu, xe khách để về quê ở miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên. Điều đáng nói là giá vé các loại đều rất cao và việc sở hữu được một chiếc vé về quê với người dân là không hề đơn giản. Theo báo cáo của Vietnam Airlines và Vietjet Air, giá vé khó giảm do chi phí sửa chữa, bảo dưỡng và phí thuê mua thiết bị bay tăng. Trong khi đó, thì giá vé tàu Tết năm 2025 tăng từ 4 cho đến 5% so với cùng kỳ năm ngoái, tùy theo từng hành trình và loại tàu. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã khoanh định 9 vị trí khai thác cát để cấp cho dự án Hoàng Sa, Dốc Sỏi với tổng vốn đầu tư là 3.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo phản ánh trên báo Lao Động, sau 10 tháng chưa có mỏ cát nào được cấp phép khai thác, trong khi trữ lượng cát tại Quảng Ngãi là rất lớn. Theo các nhà thầu thi công dự án, nếu trong năm nay mỏ cát chỉ định không được cấp phép khai thác, thì các nhà thầu sẽ rất khó để đẩy nhanh tiến độ vì chi phí mua cát thương mại và bê tông thương phẩm quá lớn. Các nhà thầu rất mong các cơ quan chức năng đẩy nhanh việc cấp phép mỏ cát để nhà thầu dồn sức đẩy nhanh tiến độ thi công dự án. Cơn bão số 3 khiến cho nông nghiệp chịu thiệt hại nặng nề. Trong khi đó, theo bài viết trên báo Tiền Phong, sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp gần như chưa phát huy tác dụng. Nhằm hỗ trợ ngành nông nghiệp và người dân để phòng rủi ro, một số ý kiến chuyên gia kiến nghị cơ quan chức năng cần có giải pháp ưu đãi để bảo hiểm nông nghiệp phát triển. Bên cạnh đó, nông dân chưa có đủ kiến thức về tài chính và khó có thể trông chờ sự tự giác. Vì vậy, cơ quan chức năng cần có hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ cho nông dân với mức phí bảo hiểm nông nghiệp hợp lý. Khi xảy ra thiên tai, bảo hiểm như phao cứu sinh cho nông dân và góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển loại hình bảo hiểm nông nghiệp. Thưa quý vị, chương trình giáo dục phổ thông 2018 có nhiều điểm mới, như là học sinh phải chọn các tổ hợp môn học từ lớp 10, các môn thi tốt nghiệp có thêm tin học, công nghệ. Chung quanh vấn đề này, báo Sài Gòn Giải Phóng đăng tải ý kiến. Một số chuyên gia giáo dục cho rằng, với những thay đổi của chương trình giáo dục phổ thông mới, công tác tư vấn hướng nghiệp ở các trường trung học phổ thông cần thực hiện càng sớm càng tốt, bắt đầu từ khi các em học sinh chuẩn bị vào lớp 10. Điều này giúp cho các em định hướng ngành nghề từ sớm để có thể quyết định lựa chọn tổ hợp môn học phù hợp với năng lực của mình.